Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, với cái thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay thì chiếc đầu Android trên xe ô tô không còn xa lạ với quý vị và các bạn nữa. Đây, quý vị và các bạn, đây là chiếc đầu Android đã lắp lên chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Và bây giờ là tất cả các xe đều lắp được đầu Android như này hết nè. Và nó có giải trí thông tin đa phương tiện trên đầu Android này, hoặc là bản đồ dẫn đường, tất cả các ứng dụng chơi ngàn các nó đều nằm hết ở trên cái đầu Android này. Nhưng thưa với quý vị bạn, để sử dụng cái đầu Android này bắt buộc chúng ta phải có mạng, là phải có 4G hoặc có wifi thì chúng ta mới có thể xem được những phút này. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái cách mà chúng ta không cần phải mạng, không cần phải 4G, không cần phải wifi mà chúng ta có thể xem được những video, xem được những cái bài nhạc ở trên cái đầu Android này bất kỳ ở chỗ nào chúng ta vẫn có thể xem được mà không cần đến wifi. Sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn này. Mời quý vị và các bạn hãy xem chi tiết tôi chia sẻ nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đầu tiên là quý vị và các bạn hãy mở cái đầu này lên đã này, bật chìa khóa điện là lên thôi ạ. Sau đó chúng ta vào phần cài đặt này. Bây giờ là chiếc xe này đang chưa có mạng nhé. Quý vị và các bạn vào phần cài đặt Android này, đến Android này. Sau đó quý vị và các bạn bật wifi lên. Đấy, bật wifi lên thì quý vị và các bạn, nếu nhà quý vị và các bạn mà có sẵn wifi rồi thì kết nối wifi, còn nếu chưa có thì chúng ta có thể bật cái điện thoại wifi của cái điện thoại này lên. Đấy, chúng ta sẽ bật cái điện wifi của điện thoại lên đã này. Đấy, sau đó thì trên này chúng ta sẽ tìm wifi để kết nối đã này. Đây đấy, thấy quý vị các bạn thấy cái wifi của cái điện thoại tôi phát ra nó hiển thị lên chưa ạ? Đấy, hiển thị lên rồi thì ta sẽ bắt đầu tiến hành kết nối với wifi thôi. Đã kết nối rồi. Vâng, thưa với quý vị bạn, bây giờ là đã kết nối rồi, tức là đã có wifi rồi nhá. Sau đó ta lại quay lại YouTube này. Khi mà cái đầu Android này đang có mạng, có 4G, đã kết nối với cái wifi này của tôi thì chúng ta có thể tìm bất kỳ một cái YouTube nào, cái video nào ở trên cái YouTube này. Đây tôi ví dụ như tôi muốn nghe bài hát của đây tôi nghe trên này. Đây, tôi thích nghe bài này chẳng hạn này, của Lê Bảo Bình. Đây, tôi sẽ bấm vào bài hát. Tôi sẽ bấm vào bài hát này của Lê Bảo Bình. Tôi tắt cái âm đi. Tôi tắt cái âm đi cho nó dễ nghe ra nhé quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là cái bài hát mà chúng ta đang xem trên YouTube. Chúng ta chỉ cần nhấn vào nút tải xuống. Đấy, thế là cái video này nó sẽ tải về cái đầu. Tương tự như vậy thì quý vị và các bạn có thể tìm bất kỳ bài hát nào. Đấy, quý vị tìm bất kỳ một bài hát nào xong chúng ta có thể lưu lại. Khi lưu lại xong nó sẽ tải xuống xong thì quý vị và các bạn vào cái phần thư viện này. Khi đã hết wifi rồi nhá thì bất kỳ quý vị và các bạn ở chỗ nào, quý vị và các bạn vào phần thư viện này, tải xuống này. Trong đây đã có những cái video mà chúng tôi tải xuống sẵn rồi đây. Những cái video này tôi tải xuống sẵn rồi đây ạ. Và cái video tôi vừa mới nhấn thì là nó đang tải đây ạ. Đang tải 4% đây. Khi mà nó tải xong đầy đủ rồi thì chúng ta có thể ngồi xem. Đây, chúng ta có thể ngồi xem. Tôi ví dụ như tôi đang mở đây ạ. Đấy, tôi đang mở một cái video. Đấy, tôi mở một cái video này luôn cho quý vị và bạn xem đây ạ. Đấy, quý vị và các bạn thấy không ạ? Dù có bây giờ có tôi có ngắt kết nối mạng đi nữa hay là sao, vì bất cứ ở đâu cũng xem được cái video này. Tại vì là video này nó nằm ở trong cái phần tải về rồi đấy ạ. Nó đều nằm ở trong cái phần này, gọi là phần tải xuống rồi đấy, thư viện của bạn đấy ạ. Đấy, những cái video này tôi đang cho tải xuống ở trên vừa nãy đang tải đấy ạ. Thì là nó sẽ đang tải. Còn những cái video này là tải xong rồi đây. Quý vị các bạn có thể xem bất cứ lúc nào và không có mạng chúng ta cũng có thể xem được cái video này ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy không? Và cái điều đặc biệt nữa là khi chúng ta tải xuống đây rồi thì là nó xem rất là ổn định. Nó thứ nhất là không có quảng cáo này và nó rất nét, sắc nét như này. Còn nếu chúng ta xem trực tiếp ở trên mạng thì là nó lại không được nét như này đâu. Vì là nó có thể do mạng yếu, sóng yếu nó cũng không được nét như này ạ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn đang theo dõi cái video mà thấy hay thì xin quý vị và các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm nhiều video chia sẻ những cái hữu ích cho quý vị và các bạn xem ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.